Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết 12 giờ trưa ngày 29 tháng 10 của kênh VTC 14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, hiện tại ở khu vực Bắc Bộ, hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa dông cho các tỉnh khu vực Tây Bắc và Việt Bắc với lượng mưa từ 5 cho đến 15mm. Các khu vực khác trời cũng nhiều mây và có mưa nhỏ. Trong trưa chiều nay thì vùng hội tụ gió vẫn còn duy trì, khu vực Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có mưa, mưa tập trung nhiều ở các tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc, với nhiệt độ cao nhất trưa nay vẫn ở mức thấp, phổ biến trong khoảng 25 đến 27 độ. Theo nhận định thì hội tụ gió chỉ còn duy trì trong ngày mai, sau đó sẽ suy yếu dần. Còn từ ngày 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11 khi mà hội tụ gió suy yếu thì khu vực Bắc Bộ lại xuất hiện một áp cao lạnh lục địa chi phối toàn bộ thời tiết khu vực. Mưa nhỏ chỉ còn xảy ra ở một vài nơi vào đêm và sáng sớm, còn ban ngày trời chuyển nắng, nhiệt độ tăng dần, cao nhất trong ngày sẽ tăng lên mức 28 cho đến 30 độ. Do đới gió đông bắc suy yếu nên trong ngày hôm nay kéo dài cho đến 3 ngày tới, các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Thừa Thiên Huế chỉ có mưa vài nơi vào thời điểm đêm và sáng, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng lên, phổ biến trong khoảng 27 cho đến 29 độ. Thời tiết này rất thích hợp cho những hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí ngoài trời. Còn đến với các tỉnh khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận thì mưa dông cục bộ cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào đêm và sáng. Trong những ngày tới thì khu vực duy trì ngày nắng với số giờ nắng nhiều hơn các tỉnh khu vực phía Bắc, với nhiệt độ cao nhất ban trưa dao động từ 30 cho đến 32 độ. Bên cạnh đó thì gió ven biển trong vòng 2 đến 3 ngày tới tạm thời thổi vào khu vực này với cường độ trung bình nên bà con ngư dân có nhiều thuận lợi để tiến hành các hoạt động khai thác và đánh bắt gần bờ. Còn đến với khu vực Tây Nguyên thì trong 3 ngày tới, tại đây, thời tiết tiếp tục ổn định, mưa hầu như ít xảy ra, ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày, duy trì từ 28 đến 30 độ. Nhìn chung thì thời tiết thuận lợi cho hoạt động dân sinh. Còn xuống đến với các tỉnh khu vực Nam Bộ thì trong ngày hôm nay và ngày mai, mưa cũng chỉ xuất hiện một vài nơi vào chiều tối và đêm, còn ban ngày duy trì nắng với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 31 đến 33 độ. Ở các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ có nơi trên 33 độ. Từ ngày 31 tháng 10 thì nhiều khả năng những đám mây dông từ biển sẽ tạt vào, có thể sẽ gây ra mưa cho các tỉnh ven biển như là tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau với lượng không đáng kể. Bà con khu vực này cần lưu ý với khả năng có dông sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước trong 3 ngày tới. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong ngày mai thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ duy trì từ 24 đến 26 độ. Sang đến ngày 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11 thì mưa chỉ còn xảy ra vào sáng, còn trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ tăng lên từ 1 đến 2 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ thì mưa chỉ còn xảy ra ở khu vực trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất không vượt quá 27 độ. Hai ngày tiếp theo thì mưa chấm dứt, trời chuyển nắng, nhiệt độ tăng lên ngưỡng 27 cho đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong 3 ngày tới, trời nhiều mây, có mưa dông rải rác. Riêng ở phần phía nam của khu vực thì ban ngày còn nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến từ 27 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận trong 3 ngày tới, duy trì kiểu thời tiết là ban ngày trời nắng, đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt không thay đổi nhiều, duy trì trong khoảng 29 cho đến 31 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên thì trạng thái thời tiết chủ đạo trong 3 ngày tới sẽ là ít mưa, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng, nhiệt độ phổ biến từ 28 cho đến 30 độ. Tại khu vực Nam Bộ sang ngày mai thì ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi. Từ ngày 31 tháng 10 thì trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung chủ yếu ở khu vực miền Tây Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày ổn định ở mức 31 cho đến 33 độ. Tại khu vực thủ đô Hà Nội thì sang ngày mai, trời nhiều mây, có mưa rải rác với nhiệt độ cao nhất ban trưa dao động từ 25 cho đến 27 độ. Sang ngày tiếp theo thì mưa giảm, trời chuyển nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng lên từ 1 cho đến 2 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, ngày mai vẫn duy trì gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Từ ngày 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11 thì trời chuyển nhiều mây, có mưa dông kèm gió giật mạnh. Tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực này cần tìm nơi trú ẩn an toàn. Trong khi đó, tại khu vực giữa và phía nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển của quần đảo Trường Sa, trong những ngày tới vẫn thịnh hành gió đông bắc với cường độ trung bình, sóng biển không cao và tầm nhìn thông thoáng nên thuận lợi cho hoạt động hàng hải và việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Bản tin dự báo thời tiết 12 giờ trưa của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cho các bản tin thời tiết tiếp theo.